Noel đến rồi nha các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu những bộ đồ chơi ông già Noel. Đây là những bộ đồ chơi ông già Noel chơi nhạc cụ dàn nhạc. Đây, ông già Noel này là đang đang đánh trống nha, có dàn trống, nguyên một dàn trống luôn nha các bạn. Ông già Noel này là đeo mắt kiến, kiến mát nè, ngồi trên sân khấu nè, có một dàn trống nè, có hệ thống đèn nè, đèn led để chiếu chiếu sáng nè. Mình cho pin vào, ba cục pin thôi nha, ba cục pin cho các bạn. Thì nút công tắc nguồn. Và sau đây là ông già Noel chơi đàn piano, cũng là chơi dàn nhạc luôn nha. Ông già Noel này là đánh như dàn nhạc, chơi dàn nhạc cái đàn piano đây các bạn, và cái dàn nhạc có đèn led chiếu sáng. Tương tự mình cũng bỏ là ba cục pin luôn. Mở đi. Mở hộp ra. Đây là mình mở nguồn nha. Đây có đèn led chiếu sáng rất là đẹp nha. Đây dành ông già có lắc lư theo cái điệu nhạc. Rồi không. Đây là bộ ông già Noel hỏi kèn nha các bạn. Tương tự với hai con ông già Noel kia, mình cũng bỏ ra cục pin luôn. Đây ông già Noel đây, khỏi kèn nha, kèn saxophone nha các bạn. Trên dàn nhạc có đèn led, sân khấu có đèn led, và ông già Noel ngồi thổi cái đèn kèn saxophone rất là hoành tráng nha, kèn màu vàng rất là to. Đây đèn led chiếu rất là đẹp. Và ông già Noel lắc lư theo điệu nhạc. Và tiếp theo là một bộ đồ chơi ông già Noel tiếp theo. Ông già Noel này thì đánh đàn, và tương tự với mấy ông già Noel khác cũng bỏ ba cục pin luôn. Okay.
Mấy ông già Noel này sung không các bạn? Đang đánh đàn guitar các bạn. À, đàn guitar. Đèn led chiếu rất đẹp. Lắc lư theo điệu nhạc trên sân khấu. Đây các bạn có thể cho bình chọn xem ông già Noel nào đẹp nhất trong cái dàn bốn ông già Noel này, các bạn hãy cho bình luận ở dưới nha các bạn. Rất là sung nha, mấy ông già Noel này múa rất là sung. Đây chất liệu ông già Noel là bằng nhung nha, vải nhung. Chất liệu áo của ông già Noel. Đây ông già Noel này là hip hop nha. Đeo kính hip hop. Đánh đàn đánh trống. Rồi con có nói gì các bạn không? Nói gì các bạn không? Khi các bạn mình bạn mình chọn gì không? Ừ. Các bạn mình chọn con bố ông già Noel này đẹp nhất nha. Ừ. Bình luận ở bên dưới nha các bạn. Hãy cho mình bình luận ở bên dưới ông già Noel nào đẹp nhất trong số những ông già Noel này để mình tiếp tục quay những ông già Noel khác cho các bạn xem nha. Rồi xin chào các bạn.